Anh em nào mà thích chiếu sáng mà không mất tiền điện thì bơi hết đây nhá. Đây là một bộ dành à bộ này anh Khanh đặt hai bộ anh em ạ. Dành cho những anh em nào thích sáng mà không không tốn tiền điện thì dùng cái này. Đấy. Thiết bị này người ta gọi là đèn năng lượng mặt trời nhá. Bộ combo này nó sẽ bao gồm là đây là hai bộ nhá. Còn nếu anh em mua một bộ thì nó sẽ có là một tấm pin mặt trời cộng một cái tấm cộng với cái đèn. Cái đèn này bên trong thì nó có pin rồi. Anh em để nó ngoài trời nắng thì cái tấm pin này này nó sẽ nạp vào cho cái đèn này. Nạp điện vào quả pin thì tối đến nó khi ngắt nắng một cái tự động cái quả pin này nó sẽ lấy điện nó cấp ra cho cái đèn. Thì anh em chiếu sáng em nhá và được là miễn phí tiền điện luôn. Đấy bộ này thì phải nói thật sự là siêu bền rồi. Tấm pin này là tấm pin poly. Lắp ở ngoài trời mưa gió thì chắc phải được tầm 30 năm mới nghẹo anh em ạ. Đấy rất là bền. Còn cái đèn thì là trang bị khả năng chống nước IP67. Anh em lắp đúng kỹ thuật nước không vào thì thật sự bền vô đối anh em ạ. Nhưng mà cái đèn này cũng chỉ được tầm 5 năm thôi là pin nó kém. Tức là khoảng 5 năm sau pin nó kém thì anh em tháo ra thay cho mình dàn pin bên trong lại dùng bình thường. Cái đèn này rất là bền bởi vì cái đèn này thường là sẽ chiếu vào ban đêm. Ban ngày nó nạp nên là cái đèn cái tấm 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 led ấy nó sẽ không bao giờ bị nóng quá nhiệt anh em nhé, bởi vì nó chạy ban đêm mà. Đêm trời sẽ mát hơn và ban ngày nắng nóng thì nó lại không hoạt động nên là cực kỳ bền luôn anh em ạ. À. Đấy anh em chú ý nhá. Đấy, combo. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm là một tấm pin này, một đèn này, cộng một cái đế lắp dưới tấm pin này, một cái đế xoay này, cộng với cả một cái chân cột này, cộng với cả hệ thống ốc ác bắt rồi còn cả cái điều khiển đi kèm nữa anh em ạ. Cái đèn này hiện tại bây giờ thì rất là nhiều phân khúc nên anh em mua là phải chú ý tìm một đơn vị uy tín nhá. Và đơn vị nào mà anh em hay hay mua ấy, thấy ok thì mua chứ còn nếu anh em mua ngoài tám nham lắm. Bởi vì cái này giá rất vô cùng luôn. Anh em nhìn trên màn hình đây nhá, chính cái tấm pin này này. Tấm này là kích thước là 70 x 35. Anh em mua tấm 60 35 lại cái giá khác. Mua tấm 35 35 lại giá khác, mua tấm 35 25 lại giá khác anh em nhá. Đấy, giá rất thay đổi luôn. Sau đó lại liên quan đến vấn đề tiếp theo là cái đèn này này. Cái tấm pin này này. À cái đèn này thì cái led này nếu anh em dùng loại này thì là cao cấp. Anh em dùng loại bớt led đi nó vẫn sáng nhưng loại sáng yếu hơn anh em ạ, nhưng vẫn bạn dùng được anh em nhé. Đấy là thành ra nhiều anh em không biết cái này. Cứ thấy trên mạng nó bán rẻ thì tưởng quất được nhưng không phải đâu. Nó khác nhau ấy. Sau đó đến phần quả pin này. Quả pin này lắp một quả nó khác, hai quả nó khác, ba quả khác, sáu quả khác, bảy quả lại khác anh em nhé. Rất nhiều thứ thay đổi trong cái bộ đèn này. Để giảm giá thành đi nên là anh em lúc mua ấy thì bảo ô sao chỗ kia nó bán rẻ hơn mà không phải đâu anh em ạ. Nó khác nhau hoàn toàn đấy. Mua cái này là phải chọn chỗ uy tín đến ngay như mình thôi. Mình nhập đèn về còn dính chưởng nên bỏ mạng ra anh em ạ. Dính nhiều lắm. Bị rất nhiều đèn rồi, có cái mấy lô mang về tháo ra chất lượng không đạt còn phải ôm để dùng luôn, không bán được anh em. Đấy, tăng giảm độ sáng đi nhá.